E Bung, IALOP của huyện Esup và xã Corona của Buôn Đôn là bốn xã biên giới trọng điểm về an ninh trật tự, vừa được Bộ Công an điều động thêm bốn cán bộ đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công an về nhận công tác tại công an bốn xã nói trên. Bốn cán bộ thuộc Bộ Công an nhận nhiệm vụ về công tác tại bốn xã biên giới khó khăn lần này trên tinh thần xung phong, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.